Đất trồng lúa là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp. Theo đó, cá nhân và hộ gia đình khi bị thu hồi đất trồng lúa thuộc một trong những trường hợp thu hồi đất được hỗ trợ, bồi thường khi đáp ứng các điều kiện sau. Đang sử dụng đất không phải là đất thuê, trả tiền thuê đất hàng năm. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đồng thời, theo Điều 74 Luật Đất đai năm 2013, việc bồi thường được thực hiện theo nguyên tắc sau. Người sử dụng đất có đủ điều kiện được bồi thường. Bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Nếu không có đất để bồi thường, thì bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định khi bồi thường thu hồi đất.